Đến bao giờ tôi mới được đi làm, đi chơi, gặp bạn bè, đi khắp nơi. Không biết là mình đã ở nhà được bao nhiêu ngày rồi ta. Đến bao giờ thì tôi mới được đi ra khỏi nhà. Gấu không biết là mọi người vượt qua cái mùa dịch này như thế nào, nhưng mà rút kinh nghiệm ở mùa dịch lần trước, Gấu đã chuẩn bị rất là nhiều thứ để mình có thể giữ cho cái tâm này bình lặng, không có bị tiêu cực giống như là năm ngoái. Gấu sẽ để link cái video ở đây để mọi người thấy sự khác biệt rất rất là khác biệt của Gấu năm ngoái và Gấu bây giờ. Gấu đã làm những gì trong 2 tháng qua để giữ cho tinh thần của mình luôn vui vẻ, thoải mái trong mùa dịch này. Ở Sài Gòn tính đến giờ phút này gần 1 tháng trời theo chỉ thị 16, và trước đó còn có những cái chỉ thị khác, thì tính ra là hòm hòm 2 tháng trời là Gấu ở nhà rồi. Còn ở ngoài Hà Nội thì mới có chỉ thị 16 là tầm khoảng 1 tuần, nhưng mà với cái tình hình như bây giờ thì Gấu nghĩ là chưa có ra khỏi nhà sớm được đâu. Gấu hy vọng là mọi người vẫn cần giữ được một cái tinh thần lạc quan và tích cực. Gấu dự định là làm cái video này cách đây 2 tháng rồi, nhưng mà Gấu sợ mọi người chửi. Tại vì cái thời điểm đó Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung thì tình hình nó vẫn chưa tệ như bây giờ. Nếu như mà Gấu làm cái video này vào thời điểm đó thì rất có thể một số người sẽ nói là Gấu chuẻo, hay là Gấu nói bậy rồi này kia. Rồi lúc đó cái mình ăn chửi cái oan mạng. Cho nên là bây giờ Gấu mới làm cái video này, dù Gấu nghĩ là nó sẽ hơi trễ với một số bạn. Nhưng mà biết đâu được, những gì mà Gấu chia sẻ trong cái video này thì Gấu không có chắc là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người, nhưng mà Gấu nghĩ nó cũng sẽ là những cái gợi ý để cho các bạn tham khảo. Gấu mới phát hiện ra là có một cái trò cũng khá là vui, đó chính là tranh đính hạt. Mọi người có nhìn thấy nó lấp là lấp lánh không? Nó sẽ có những cái số ở đây và các bạn sẽ đính những cái hạt nhựa lên trên đó và nó sẽ tạo thành cái bức tranh. Thì ngoài cái tấm vải đó ra thì người ta sẽ cho mình một cái khay, một cái đính hạt với lại những cái bịch nhỏ mà chứa hạt như thế này. Nó sẽ có rất là nhiều màu khác nhau. Cái bức tranh mà Gấu chọn đó là của Van Gogh. Thì khi mà Gấu tìm ở trên Shopee á thì Gấu thấy là nó bán rất là nhiều bức, nhiều loại khác nhau mà giá nó cũng rẻ lắm. Lúc Gấu mua thì tầm khoảng 55 ngàn cho một cái bức như thế này thôi. Gấu làm cái bức tranh này chỉ trong khoảng từ 3 đến 4 ngày. Đến tận bây giờ thì Gấu chưa có dám hoàn thành, tại vì Gấu sợ hoàn thành xong thì mình không còn gì để chơi hết. Mà mọi người biết là cái tranh đính đá của Shopee đó Gấu order 1 tháng sau nó mới về. Còn trước đó là Gấu đang vẽ cái bức này. Đây, Gấu đang vẽ dở cái bức này mọi người. Thì bức này to quá, mình vẽ cũng khá là dở dang, chưa có xong. Và cái bức này thì Gấu sẽ để ở ngoài ban công. Cái bức này thì gọi là tranh sơn dầu số hóa. Nó có số, từng số ở đây. Và mỗi số sẽ ứng với một màu khác nhau. Rồi tụi mình chỉ việc tô trên cái màu đó và tạo cái bức tranh như thế này thôi. Và cái bức tranh này là bức em mèo đang nằm kế hoa hướng dương. Hoa hướng dương là một loài hoa mà Gấu rất là thích, và mèo là một loài mà Gấu cũng rất là yêu quý, cho nên là Gấu mới order cái bức này. Và cái bức này đợt mà Gấu mua thì nó hơi bị mắc một chút xíu, nó tầm khoảng 100 mấy, tại vì Gấu mua đợt đó là hơi gấp. Ngoài 2 cái bức tranh này ra thì Gấu còn thêm một môn nữa mà nó cũng tốn khá nhiều thời gian của Gấu, đó chính là Gấu trồng cây cảnh. Giới thiệu với mọi người, đây là Alocasia Pink Dragon. Đây là một trong số những em cây cảnh mà hiện tại Gấu đang trồng ở nhà. Có thể là trong tuần tới Gấu sẽ lên một cái video để decor trang trí lại ban công và giới thiệu sơ qua các em cây mà hiện tại mình đang trồng. Không biết là những ai đang xem video này thì có cùng gu kiểng lá với mình không? Nếu có thì các bạn hãy comment ở phía dưới video để chúng ta kết bạn nha. Ngoài ra thì Gấu có làm thêm một cái Instagram cho đám cây của mình. Dạ, nếu như mà các bạn là những người yêu cây thì các bạn hãy follow. Thì Gấu chỉ mới tập tành chơi cây vào khoảng 2 tháng, là từ lúc mà Sài Gòn chuẩn bị lockdown là Gấu đã tìm hiểu về những cái đám cây này rồi. Và hiện tại là cái số cây của mình chắc phải hơn chục. Hơi bị nhiều nhưng mà mình thấy rất là đáng.
Tại vì khi mà mình dành thời gian để mình tìm hiểu một cái gì đó mới, rồi mọi người biết hả, trồng cây cảnh nó là một bầu trời kiến thức. Gấu phải xem YouTube, gấu phải đọc rất là nhiều. Đó là một cái cũng khá là hay. Tại vì trong cái thời điểm này khi mà chúng ta chỉ có ở trong nhà thôi thì các bạn sẽ có rất là nhiều thời gian rảnh. Các bạn có thể học thêm một cái thứ tiếng khác, hoặc là trau dồi lại cái thứ tiếng mà mình đã học rồi nhưng mà lâu rồi không sử dụng. Dành cho những bạn nào mà muốn học thêm một cái thứ tiếng khác thì các bạn có thể vào trong cái app này. App này có tên là Duolingo. Không biết đọc có đúng không, nhưng mà nó là một cái app màu xanh có hình con cú rất là dễ thương này. Nó đã học đến đây rồi. Thì cái này là mình đang test lại cái tiếng Anh của mình. Ở trên này có rất là nhiều ngôn ngữ, ví dụ như là Nhật, Hàn, Đức, Ý, Pháp, Afrin, cho nên là các bạn đừng lo. Hoặc là các bạn có thể đọc sách. Nhưng mà đối với gấu ở trong mùa dịch này thì mình không lựa chọn đọc sách, mà gấu lựa chọn là sẽ xem YouTube. Mình sẽ xem về cây, mình sẽ phát triển cây như thế nào, trồng giá thể ra làm sao, thì mình tìm hiểu và mình tham gia những cái group rất là nhiều. Ngoài ra thì mình có thể xem phim. Mình có làm một cái livestream ở trên Instagram và gấu có chia sẻ những cái bộ phim mà mình đã coi. Nhưng mà đa số những cái phim mà gấu hay xem á thì thường sẽ là phim kinh dị, phim về biến thái, những kẻ giết người. Đại khái là những bộ phim của gấu xem nó sẽ không có kiểu Hàn Quốc tình cảm sướt mướt. Gấu rất là ghét những cái phim như vậy. Còn ngoài ra, nếu như mà mọi người sợ cái nội dung đó thì mọi người có thể lựa chọn xem phim hoạt hình. Gấu thấy có những cái bộ phim hoạt hình rất là hay, có thể dành cho cả người lớn và trẻ em xem được. Và gấu thấy nó chứa rất là nhiều ý nghĩa. Ngoài ra là hình ảnh cũng đẹp, vui vẻ. Gấu còn xem phim TVB. Gấu không biết là mọi người có thích phim Hồng Kông TVB không, nhưng mà những cái bộ phim cũ của TVB rất là hay. Và mình lôi đi, mình xem đi xem lại cũng khá là nhiều. Có những bộ mà đến 100 mấy chục tập luôn, mà mình chỉ xem trong vòng có 3 ngày là mọi người hiểu là mình rất là dư thời gian như thế nào rồi. Và để cho tinh thần lúc nào cũng tích cực thì gấu sẽ chọn cách là tập thể dục. Và gấu luôn chọn thời gian là buổi sáng sau khi mà gấu ngủ dậy. Gấu nghĩ là mỗi người sẽ có một cái mạnh và cái yếu khác nhau. Còn bản thân của mình thì mình thích việc đi kiếm tiền, thích làm video, thích sáng tạo nhiều hơn là làm việc nhà. Cái đợt dịch này á, nó thay đổi gấu 100% trong cái việc là dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Hồi trước dịch đó thì một tuần thì gấu sẽ nấu ăn tầm khoảng 3 bữa, còn 3 bữa còn lại sẽ đi ăn ngoài hoặc là đo order đồ ăn về. Còn bây giờ là ngày nào cũng phải nấu. Bạn bè nói là nấu ăn là một giải pháp để thư giãn, giải trí tâm hồn, rồi giúp cho người ta cảm thấy tích cực hơn. Nhưng mà đối với gấu, khi mà gấu nấu ăn thì gấu chỉ cảm thấy mệt, mệt, rất mệt. Tại vì ngoài cái việc mà các bạn nấu ăn xong thì các bạn còn phải rửa chén nữa. Cái việc mà rửa cái đống chén bát đĩa đó là một cực hình đối với mình luôn. Bản thân của mình thì nấu ăn không có giỏi, nhưng mà may là cái đợt vừa rồi á, trước dịch đó, là mình đã order được một cái nồi chiên không dầu. Với đứa ăn ít lim giống như gấu thì mình sẽ hạn chế việc sử dụng dầu ăn. Nếu mà có sử dụng dầu ăn thì gấu sẽ sử dụng dầu ô liu. Còn lại thì gấu sẽ chỉ ăn xoay quanh những món rất là đơn giản, ví dụ như là ức gà luộc nè, rồi thịt bò, rồi ăn tôm, ăn cá, đậu hũ, uống sữa đậu nành, ăn các loại rau cải khác nhau. Nhưng mà nó bị khó ở một chỗ là đợt này á, mọi người hốt rau cải hết rồi. Gấu đi chợ gấu không có thấy được một miếng rau cải nào hết. Đó thì gấu lại thấy không có lo lắm, tại vì ở nhà gấu đã có cái bịch này rồi. Cái bịch này là thực phẩm chức năng của DSC. Cái này nó sẽ thay thế rau củ quả. Mỗi ngày mình sẽ uống tầm khoảng 4 viên thì nó sẽ bổ sung đầy đủ chất xơ, các loại vitamin E và nó hỗ trợ được tiêu hóa luôn. Tại vì bình thường mọi người không ăn rau thì rất là dễ bị táo bón, thì gấu không ăn rau, gấu bù lại gấu uống cái này. Gấu chỉ nghĩ là bất kể chuyện gì nó cũng sẽ đều có cách giải quyết. Quan trọng là mình muốn giải quyết nó theo hướng nào, tích cực hay là tiêu cực. Và gấu đã lựa chọn bằng cách là mình có thể thay thế những cái loại thức ăn đó bằng thực phẩm chức năng. Nhưng mà mình không có nên phụ thuộc 100% vào cái này. Gấu vẫn cố gắng, gấu đi tìm thêm cà chua nè, gấu tìm rau muống. Những cái hôm nào mà hên hên đi xuống mà còn thấy rau củ là mình phải hốt về. Ngoài ra trong cái thời điểm này á thì mình cũng bắt đầu đẩy mụn. Gấu đang sử dụng một cái loại serum, nhưng mà chắc là gấu sẽ chia sẻ ở những video sau. Có thấy là những cái đốm mụn hơi nhỏ nhỏ, li ti như thế này, thì đây là mụn ẩn.
và gấu đang sử dụng cái loại đó để gấu đẩy hết mụn ẩn ra. Và đây là thời điểm mà gấu nghĩ rất là thích hợp để chúng ta có thể peel da, chăm sóc da, đẩy mụn ẩn hoặc là bôi retinol để giúp cho da khỏe mạnh, vì các bạn cũng không cần phải ra ngoài đường, không cần phải che chắn, không cần phải ngại nắng gió gì hết, các bạn chỉ ở trong nhà và các bạn. Và ngoài mặt ra thì còn có những cái bộ phận khác như body hoặc là lưng. Và đây là cái thời điểm mà gấu nghĩ là các bạn có thể cai được trà sữa đó. Tại vì bây giờ gấu không có Starbucks để mình uống thì mình cũng không có cảm thấy thèm nữa. Thì các bạn hãy cai trà sữa đi. Không có trà sữa sẽ giúp cho các bạn da dẻ không có mụn nè, rồi không có mỡ, không mập. Nó sẽ rất là tốt. Nếu mà các bạn muốn biết tác hại của đường như thế nào, các bạn có thể lên Google các bạn search, hoặc là các bạn lên trên Netflix, nó có một phim tài liệu documentary á, có tên là Explained, có giải thích rất là nhiều thứ xung quanh chúng ta. Nó giải thích đường như thế nào, nó giải thích giải phẫu thẩm mỹ, rồi nó giải thích trong các gia đình hoàng gia làm sao. Và có thấy những cái phim tài liệu ở trên Netflix rất là hay và bổ ích. Ở trên đó còn có một cái những cái tập meditation. Nếu như mà tâm trạng của các bạn đang khó chịu, mệt mỏi, rồi các bạn muốn thoải mái, relax, thì các bạn có thể lên trên đó. Nó sẽ hướng dẫn các bạn tập hít thở như thế nào, xong rồi các bạn sẽ phải suy nghĩ ra làm sao. Ồ, mấy cái đó tôi thấy rất là hay. Trong 2 tháng vừa rồi là mình tìm ra được những cái trò để chơi khá khá. Và đến giờ thì gấu vẫn thấy mọi thứ ổn, chưa đến nỗi nào. Nhưng mà nếu như kéo dài thêm khoảng 2 tuần nữa mà những cái đồ mà mình đặt order á, nó vẫn chưa về thì nó sẽ hơi căng. Tại vì gấu có order thêm những bản vẽ màu dành cho mặt. Nhưng mà rất là tiếc là đáng ra ra hàng về từ cách đây 1 tuần, nhưng mà bây giờ nó vẫn đang ở trong chế độ đang giao hàng. Mà mình hỏi ở trên Shopee thì Shopee kêu là bây giờ đang dịch, không giao. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết cái video của ngày hôm nay. Và nếu như mà bạn có những thú vui, cái sở thích nào mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất, thì các bạn hãy cứ comment ở phía dưới video để chia sẻ với gấu và những bạn khác. Biết đâu nó sẽ là một cái sở thích mới của mình thì sao. Và những ai chơi hệ lá thì các bạn đừng quên là hãy follow cái Instagram mới này. Còn đây là Instagram của gấu. À, các bạn đừng quên ấn like và ấn subscribe dành cho những bạn lần đầu tiên đến với kênh của mình nha. Và bye bye. Và một điều khác mà gấu nghĩ là nó sẽ giúp cho các bạn tích cực hơn rất là nhiều, đó chính là đừng nên đi soi mói người khác. Dạ, đi soi mói người khác nó sẽ làm tăng cái năng lượng tiêu cực của mình rất là nhiều luôn. Cũng đừng đánh giá người ta sống như thế nào. Cái thời điểm này chúng ta cần phải giữ tinh thần trung lập hết nhất có thể, thì các bạn sẽ vượt qua được mùa dịch này thôi.